Ôi chào cả nhà nha. Nói chung là hai anh em đã lên Hà Giang rồi, là hiện mới vừa check in cột mốc km số 0. Rồi bắt đầu là hai anh em đang tối rồi thì phải tìm cái chỗ mà đỡ mà gọi là nghỉ qua đêm á. Để nghỉ đêm, nghỉ đêm thì Hiền thì chuyên nghỉ dưỡng ở các resort và các khách sạn 5 sao đó Hiền review. Bởi vì Hiền làm kênh những điểm du lịch đẹp Việt Nam mà những cà phê đẹp Việt Nam mà vui chơi giải trí đời sống mà. Thì anh định nói là đỡ đi vào cái gì đó. Cái chỗ này chỗ gì nè, anh định đang chở tới cái chỗ gì đây nè anh Định ơi? Chỗ resort Wing Bungalow. À, Win Bungalow. Rồi có gì thì nói chung là đỡ thử hai anh em mình trải nghiệm dịch vụ ở đây như thế nào nha anh Định nha. Ok anh Nó em có ạ. nghe nói chung là Hà Giang thì nó có rất là nhiều là homestay và resort thì ít, nhưng mà đã coi thử là ở vùng cao mà cái dịch vụ trải nghiệm như thế nào. Đây đây, nói là Hiền đấy, đang 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 tới rồi nè. Rồi để Hiền vào đi làm việc xuyên sao luôn, anh em mình xuống luôn ha. Và nó cũng chia sẻ mọi người luôn là anh em xác định là đi đi vùng ấy là phải đi bằng xe của anh Định nè. Xe này là phải xe bán tải rất to đây nè, nó mới đưa đi được những cái vùng mà leo trèo miền núi nè. Đấy. Đây, anh Định chào cả nhà nha. Anh Định đã giới thiệu chỗ này đẹp xấu không biết nha, nhưng mà rồi Hiền Hiền sẽ ở trải nghiệm mà rước vào đây là nè. Nói chung Hiền là sẽ trải nghiệm hồ bơi, rồi nói chung trên vùng cao mà có hồ bơi là được rồi. Hiền check in và Hiền làm thủ tục về nhận phòng rồi như thế nào, rồi nhận nhà nhà đồ đây, nhà chứ nhận cái gọi là cái chắc cái băng ga lâu á. Rồi Hiền nhận rồi xong Hiền sẽ review cho cả nhà xem nha. Kênh Hiền trải nghiệm, Hiền có sao Hiền đi sao thì Hiền cứ quay vậy thôi. Đây, buổi chiều tối rồi thành ra chất lượng nó cũng không có được đẹp với cả nhà. Đây Win băng ga lâu nha. Chào cả nhà nha. Nói chung là Hiền cũng đã làm xong cái thủ tục mà check in cái resort Vin Bungalow này rồi. Thì bạn ở đây là trên Hà Giang á, là có một cái này nè, Hiền mới hiểu ra luôn là các cái khu resort nghỉ dưỡng hoặc là các homestay á, đa phần là họ kinh doanh theo hộ gia đình, ba mẹ hoặc là anh em, nói chung trong người nhà làm cũng có mấy cái khu mà cũng có cái khu thuê người, nhưng mà hiện đang đến cái khu là khu dạng như là bungalow khu của gia đình đúng không em? Và đây là bạn 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 em xin lỗi tên gì ạ? Bạn Tuyết là bạn đang cũng là Lễ Tân, cũng là chủ luôn cho gia đình luôn. Anh giúp anh nhận cái phòng qua cái phòng của anh ấy. Rồi thì ở đây có một cái nữa là họ kinh doanh theo dạng như là cũng có ăn và ăn uống. Đây cũng có cái nhà hàng nè, ở ngoài đây là gọi là ăn uống nhà hàng, đây là nhà nhà hàng nhà, Cảnh Tiên. Cảnh Tiên, nhà hàng Cảnh Tiên nha. Trước có hồ bơi, có hồ bơi em bé và có hồ bơi luôn ấy, và cũng là cái khu đây. Thì thôi đó Hiền xem thử là khu này thì đây nè, cái nằm cái chõng tre này nó không có giống như ở mình là nằm chõng ấy đâu nha. Đây đây là Hiền lên thì nhận cái phòng để mang nổi không, để anh mang cho em ơi. Đây đây đây, ngừng 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 ngừng, để anh mang. Nói chung là thôi, nói chung bạn 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 mình là khách nhưng mà mình phải xách ra cái vali Hiền để nặng ấy. Đây. Hiền đi tới mấy ngày Hiền thồn một mớ đồ trong đây nè. Đấy mọi người nhìn cái vali của Hiền đấy. À chà. Rồi em đây. Em trong phòng mình có nước nóng không em? Dạ có ạ. Lên trên này nói chung mọi người biết là Hà Giang lạnh đấy. Ô sao nó lạnh nó đẹp nha mọi người. Hiền thì nói chung là Hiền thôi đỡ rồi Hiền sẽ review cái phòng của Hiền ở thử như thế nào. Rồi em bật điện giúp trong này giùm anh chị luôn à. Em bật nước nóng giúp giùm anh luôn. Rồi. Rồi nha mọi người. Hiền sẽ review thử là đêm nay Hiền trải nghiệm cái khu resort Vin Bungalow. Đây. Đi cái này mà nói chung là đi có hai anh em à, nói dùng từ xin lỗi nói hơi thô. Hai ông được rửa cho đi. Đi cái này mà có người yêu là nó siêu siêu đẹp lắm á nha cả nhà nha. Thôi nói chung là thôi đã Hiền cảm ơn em nha. Để anh cũng nói luôn thế này, anh chào em. Nói luôn nè. Tiếp đúng không? Dạ. Anh xin lỗi là anh đang làm kênh là những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Anh em mình cho đến sáng nè, những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Anh xin quay luôn đưa em lên trên YouTube luôn, có mặt anh xin xin phép luôn cho đỡ, là không nói không xin phép được Dạ. quay. Chào mọi người nha. Dạ. Bạn Tuyết này là sinh năm mấy vậy em? Em sinh năm 91. Mọi người tin ông 91 sao trẻ dữ vậy trời.
Đây là bà người thứ hai, hồi nãy là em gặp quán cà phê là một bạn cũng là người Hà Giang, em là gốc Hà Giang chính gốc luôn, Dạ vâng ạ. là gái gốc chính Hà Giang nhưng Vâng, mà người sinh Kinh, sinh ra ở Hà Giang. người Kinh hay người Người Kinh đồng, ạ. người Kinh đúng không? À Hà Giang mà người Kinh nha, không phải Hà Giang như Phúng Phính đâu nha. Rồi cảm ơn em nhiều, thôi được rồi em cứ làm việc của em rồi. Rồi Hiền sẽ review nha cả nhà nha. Trong này có gì nha? Móc quần áo nha, bồn tắm nóng lạnh nha, rồi cũng có lavabo rửa mặt. Mà sao lại có hồ bơi mà không có áo áo bơi nha? Là chắc là mình tự bơi tự quấn khăn. Họ có cái móc đây thôi, cái này dạng bungalow mà. Ở đây có mấy cái khăn đây. Và đặc biệt cái căn của Hiền hai cái giường nè, hai cái giường và hai cái mùng. Ở trên thì tre nè. Nói chung là có tivi, có hình như tủ lạnh, không biết cái trong này xứ lạnh có tủ lạnh hay không, không thấy nha. Đấy. Không biết có tủ lạnh hay không. Đây. Thôi đã nói Hiền ra review tiếp ở ngoài đi. Hiền ra thấy ngoài thấy cũng đẹp. Bungalow.
bình yên. Khu nói chung ở mấy cái khu này thì cảm giác nó an bình quá. Chứ còn các bạn nào vui vẻ thì chỉ có ra phố thôi, nhưng mà Hiền thì Hiền hay thích ở những cái khu như thế này. Chắc thì cũng
You chill a little in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight eye. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Nói chung là Hiền thấy đẹp, Hiền cũng mới review ấy, chứ còn nếu mà không đẹp thì chắc cũng không có review đâu. Ở đây thì cái bạn nào mà nghe té tự nhiên luôn nè, đẹp lắm, hoàn toàn tự nhiên luôn á, nó mọc giống như trong cả nhà cũng biết không, nói chung là Hiền thì đi quay thì Hiền quay theo cái cảm xúc của Hiền. Nói chung là khi quay thì Hiền không có phải là sắp xếp hoặc là biên tập hoặc là chủ đạo gì, Hiền chỉ quay theo cái cảm xúc Hiền thấy đẹp là Hiền quay, rồi nói chung là Hiền cảm nhận cái đó, thấy đẹp thì Hiền quay thôi. Thành ra cả nhà có thể là chia sẻ góp ý nhiều thì Hiền nhiều hơn, comment bình luận cho Hiền. Và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hiền, những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Đời sống vui chơi giải trí cây cảnh thì thôi đỡ Hiền phải thay đồ ra, rồi Hiền trải nghiệm thử cái hồ bơi đằng nào mình cũng lên đây rồi, nó hơi lạnh lạnh rồi đấy, nhưng mà Hiền sẽ trải nghiệm cái hồ bơi, tại vì ở mỗi khu thì Hiền thích trải nghiệm cái hồ bơi của mỗi khu, tại vì mỗi lần đi du lịch nghỉ dưỡng chúng ta phải trải nghiệm cái hồ bơi, đó là một trong những điều. Nếu mà khu đó có hồ bơi thì trải nghiệm hồ bơi có bơi có sướng không, rồi sau đó mình tắm rửa mình nghỉ ăn mọi người nha. Đây để Hiền trải nghiệm cái hồ bơi coi như thế nào. Ở đây nó cái cảnh này nó cực kỳ nó sao sao ấy, Hiền mới diễn tả được ở mỗi nơi có một cái vẻ đẹp, nhưng mà đặc biệt ở đây là đá cả nhà, đá là như cái đá mà cái màu nó giống như là cái lưng khủng long trong trong ấy, đá gọi là ở đây là thì nói chung là gì đấy, kiến tạo địa chất gì công viên đá đấy, nói chung là ở trên đồng văn, còn ở đây thì không biết là cách, cái này là cách cái thành phố Hà Giang 5 km nha cả nhà, cách thành phố Hà Giang 5 km. Rồi Hiền sẽ thay đồ ra, Hiền trải nghiệm cái hồ bơi rồi Hiền sẽ kết thúc video nha cả nhà. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Hiền, những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Ủa em chào em, ủa em đi đâu vậy? Em đưa khách xuống phòng. Đưa khách đến đây cũng là khách đó hả? Vâng. Anh xin được em ơi, cho anh hỏi tí xíu được không, em ở đâu? Anh đang quay những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam mà các khu nghỉ dưỡng anh đã trải qua. Anh có thể xin tháo khẩu trang em hỏi là em ở đâu được không? Em ở cách đây rất tầm khoảng chục cây. Em cũng người Hà Giang luôn hả? Dạ vâng, em là. Thế thì hôm nào anh phải lên tìm hiểu thêm về các cái đời sống văn hóa rồi ẩm thực rồi con người Hà Giang nữa. Vâng. Cái này có dịp em sẽ giới thiệu anh nhiều dạ, hơn vâng, nha, tiếc nha. Anh ạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ. Anh đi thay đồ cái đã. Rồi để anh trải nghiệm hồ bơi. Giờ thì chuẩn bị đi bơi đi nha mọi người. Cả nhà cũng biết bây giờ là ở trên vùng cao, hồi giờ Hiền bơi cái vùng bơi nào cũng bơi rồi, bây giờ xứ nóng Hiền bơi rồi, bây giờ Hiền bơi thử là cái xứ trên vùng cao xứ lạnh. Yeah, căng ấy, nhưng mà phải trải nghiệm.
trải nghiệm đó, mình quay vlog cái hồ bơi và hiện bơi như thế nào nha. Rồi cái hồ này nó có cảm giác nó lạnh trên cái mùa này là cũng dạng như vào mùa đông rồi. Ở Hà Giang mà mùa này là bắt đầu là lạnh rồi đó. Nhưng mà hiện bơi thử, muốn cảm giác thử cái cảm giác lạnh của bơi trên cái vùng cao nguyên Hà Giang như thế nào. Đây. Đó. Đây rồi, bây giờ thì đến lượt thì bơi nó như thế nào nha cả nhà nha. Về phòng cảm thấy lạnh uống lấy đầu người ấy à, thì cũng hồ bơi cũng khác, nhưng mà nước ở trên này nó lạnh lạnh xuyên vô người luôn. Đấy, bên trên này ở trải nghiệm cái cảm giác nó không có tả được, thôi lẹ lẹ Hiền chạy về phòng. Đấy, nói tóm lại Hiền về phòng lạnh rồi, nhưng mà Hiền quay là ở khó hụt. Rồi nói chung là cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà coi như là cái đoạn tiếp là sáng ngày mai như thế nào. Hiền sẽ coi sáng ngày mai Hiền có cái gì hay Hiền sẽ quay tiếp cho cả nhà nha. Bây giờ về phòng thay đồ tắm rửa đi ăn. Chào cả nhà buổi sáng nha. Buổi sáng đầu tiên Hiền ở một đêm tại Hà Giang á. Nói chung là hôm Hiền vào thì nó tối, thành thử là Hiền có review ban đêm nhưng mà chắc là sẽ không đẹp để Hiền cho mọi người xem lại buổi sáng này nó có đẹp gì ở cái khu mà Hiền nghỉ dưỡng Hiền đang ở không nha. Hôm nói chung là lên đây là Hiền gọi là ngủ ngon luôn á, không những ngon mà ngủ rất ngon luôn á. Ngủ dậy là coi như là ở nhà thường thường dậy 6 giờ, bên đây dậy 7-8 giờ. Đây Hiền cho mọi người xem là sáng nay Hiền ngủ dậy, là hôm thì tối nè, nhưng mà sáng nay để Hiền mở cửa ra cho coi nè. Nói chung là
Ai gọi vậy đây? Nè. Rồi. Buổi sáng Hà Giang đầu tiên của chuyến đi Hà Giang của Hiền nha. Hôm thì ngủ ở đây nè. Nói chung đây đồ chuẩn bị xếp lại. Đấy để Hiền trải nghiệm tiếp những nơi. Đây Hiền sẽ đi vào dòng sông đây nữa nè. Nói chung là những cái gì mà đẹp là Hiền sẽ đi. Đấy, Hiền ngủ dậy ở nơi đây. Đấy, buổi sáng là sương mù nó ra nó giống như Đà Lạt á nha cả nhà. Đẹp. Thôi nói chung Hiền xuống rồi Hiền sẽ trả cái căn nghỉ dưỡng này cho họ. Rồi Hiền đi tiếp tục đi khám phá. Nói chung đi lên đường xa lắm, từ Hà Nội lên là đi cả mà dấn mất một buổi á mọi người. Đi bằng ô tô riêng một cả buổi á. Thôi nói chung là hôm nay là Hiền sẽ trả phòng. Và Hiền sẽ đi tiếp tục lên những cao nguyên đá hoặc là những cái dốc gì Thẩm Mã hoặc là sông Nho Quế gì đó. Nói chung là một số điểm ở Hà Giang. Và phải mặc áo ấm rồi nha cả nhà. Bắt đầu lạnh rồi đấy. Mùa này lạnh rồi. Thành thử là Hiền đa Hiền ngạt ngạt mũi Hiền sợ lạnh thì là hay mặc áo ấm vô. Rồi thôi để Hiền ra Hiền review lại một xíu cho cả nhà xem lại lần coi đây. Chứ bằng đêm mà hôm đêm mình quay không có thấy rõ đẹp đâu. Bây giờ đây là bằng ngày nè. Đấy, cả nhà xem đi. Đó. Hiền thấy đẹp thì Hiền nói đẹp thôi, còn không biết cả nhà thấy đẹp như thế nào, góc độ như thế nào nha. Căn của Hiền là căn hiện giờ là đang ở là độ cao nhất là so với cái vùng núi đá này. Này. Cậu ở đây nó lạnh giống Đà Lạt cả nhà. Xí hồi uống thuốc viêm xoang mũi, Hiền viêm xoang lên trên này. Nói chung là phải mặc áo ấm nha cả nhà, đi lên trên này là phải mặc áo ấm. Đây. Hiền đang ở đây quay lại nè, đây Vinh bung ra lầu. Đấy. Thôi để Hiền review sơ lại một lần. Anh xong chưa? Sao không thấy lạnh nè, sao vậy? Người Hà Giang tướng mập hơn tôi thành ra không có thấy lạnh nè ông ơi. Trời ơi. Trẻ khỏe hơn tôi nè coi nè. À. Trời ơi đâu có thấy lạnh đâu. Chào cả nhà buổi sáng cái đi. Chào nha. Chào anh em, chào cả nhà nha. Rồi. Thôi anh ngồi đây rồi để Hiền 3 phút nữa là anh em mình xuất phát. Nói chung là đi đồng hành với Hiền là anh Định. Nói chung hở lên Hà Giang thì là coi Hiền sẽ phủ sóng luôn luôn cái mặt anh Định. Tại vì anh Định là thổ địa ở đây mà. Thôi để Hiền review tiếp nha cả nhà nha.
Thôi nói chung là Hiền ở đêm đây thì Hiền review xong cả nhà Hiền đi đâu thì Hiền cũng review cho cả nhà xem là có rồi. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam. Ở có quán cà phê là Hiền quay và điểm du lịch đẹp là Hiền quay. Rồi thì cái chỗ gì Vinh Bung ra lâu rồi Hiền sẽ đi trải nghiệm những gì đã có trên Hà Giang. Chào buổi sáng, chào em nha. Buổi sáng anh Định anh em mình chào một lần nữa rồi mình đi qua điểm khác nha. Chào em. Đây mình là sáng được họ mời cà phê. Đây chào chào cô chủ nho nhỏ xinh xắn này nha. Anh chào em luôn nha, chào cả nhà cả đi có gì. Rồi được rồi, anh cảm ơn em cho anh có một đêm trải nghiệm ở chỗ này, ở nơi này nha. Rồi ok. Thôi hai anh em mình là cũng làm xíu xíu cà phê cho nó tỉnh táo người rồi anh em mình ngày hôm nay là kế hoạch đi tiếp anh nha. Sáng nay là kế hoạch mình sẽ đi đâu anh ha? Sáng nay tí nữa thì mình đi ăn sáng, đó là đi thưởng thức không gian trà của Hà Giang. Rồi. Trà của Vũ San Tuyết. Rồi vậy là mọi người có tiếp cái video mà xem trà gì đó mà trên mạng nó cà 30 tỷ giờ mình uống trà khoảng mười mấy triệu, trăm mấy chục triệu rồi chứ, đúng không? Rồi thôi, chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong video clip tiếp theo nha. Rồi có gì nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho Hiền những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam nha.